Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cáo buộc Hoa Kỳ gây ra các tội ác dã man. Người đứng đầu chính phủ Cộng sản Việt Nam đã phát biểu như vậy vào ngày hôm nay tại buổi lễ đánh dấu ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam ở Sài Gòn. Trong bài phát biểu, ông Dũng nói rằng 40 năm trước đế quốc Hoa Kỳ đã ngang nhiên áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự của Hoa Kỳ và gây ra biết bao tội ác dã man, biết bao đau thương mất mát đối với đồng bào và đất nước. Ông cũng ngỏ lời chân thành cảm ơn các nước xã hội chủ nghĩa, nhất là Liên Xô, Trung Quốc đã giúp chính quyền Hà Nội trong chiến tranh Việt Nam. Cũng trong bài phát biểu này, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam cũng nêu lên cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc và biên giới phía Tây Nam, nhưng tránh nhắc tới Trung Quốc. Hàng ngàn người đã tham gia vào lễ duyệt binh được coi là hoành tráng nhất trong nhiều năm qua để kỷ niệm ngày gọi là thống nhất đất nước. Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật cũng diễn ra trong dịp này để ăn mừng ngày giải phóng miền Nam. Trong khi đó tại Hoa Kỳ vào ngày hôm qua, tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ đã diễn ra nhiều hoạt động đánh dấu ngày 30 tháng 4 mà nhiều người Mỹ gốc Việt gọi là ngày quốc hận.